Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Quan chức Canada cho biết Trung Quốc đã tìm cách can thiệp hai cuộc bầu cử gần đây của nước này nhưng không thể thay đổi kết quả. Nhật Bản tăng cường tìm kiếm thị trường xuất khẩu trực thăng Bell Subaru E2. Bắc Kinh phản đối việc Mỹ và Đài Loan đạt được thỏa thuận thương mại gần đây, đồng thời đề nghị Washington tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa hơn 37.800 tay súng khủng bố kể từ năm 2015 đến nay. Giám đốc cơ quan tình báo Liên bang Đức BND Bruno Kahl cho biết ông đang gặp khó trong việc tuyển dụng nhân sự thời hậu đại dịch COVID-19. Trung tướng không quân Timothy Hoare có thể trở thành người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia và bộ tư lệnh không gian mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Canada nói Trung Quốc can thiệp bầu cử bất thành. Quan chức Canada cho biết Trung Quốc đã tìm cách can thiệp hai cuộc bầu cử gần đây của nước này nhưng không thể thay đổi kết quả. Các chính phủ nước ngoài chắc chắn đã tìm cách gây ảnh hưởng đến các ứng viên và cử tri Canada, điều tra viên David Johnston nói trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 5. Johnston được Thủ tướng Justin Trudeau bổ nhiệm hồi tháng 3 để điều tra những thông tin đăng tải gần đây trên truyền thông rằng Trung Quốc can thiệp cuộc bầu cử năm 2019 và 2021 của Canada và đưa ra khuyến nghị về các động thái tiếp theo. Ông Johnston kết luận những nỗ lực can thiệp đó không làm thay đổi kết quả các cuộc bỏ phiếu. Ông thêm rằng các cuộc bầu cử năm 2019 và 2021 của Canada được bảo vệ tốt và không có cơ sở để nghi ngờ về những kết quả đó. Tôi không phát hiện trường hợp nào liên quan các bộ trưởng, thủ tướng hoặc văn phòng của họ cố ý hoặc sơ suất bỏ qua các thông tin tình báo và không hành động, ông nói. Thủ tướng Trudeau hoan nghênh kết quả đánh giá, trong khi các đảng đối lập tiếp tục kêu gọi chính phủ Canada mở cuộc điều tra công khai. Ông Johnston dự kiến công bố báo cáo cuối cùng vào tháng 10. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ngày 23 tháng 5 bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào vấn đề nội bộ Ottawa. Người phát ngôn cơ quan này nói đây là một phần trong chiến dịch nhằm bôi nhọ Trung Quốc. Nhật Bản tăng cường tìm kiếm thị trường xuất khẩu trực thăng Bell Subaru E2. Đây là biến thể của trực thăng quân sự Bell US-1S Iroquois Nhật Bản đã được Mỹ cấp phép sản xuất từ những năm của thập niên 1960. Trực thăng E2 được trang bị cặp động cơ Pratt và Whitney PT6T9. Cho phép sẵn sàng cất cánh chỉ sau 3 phút triển khai trong điều kiện thời tiết cực đoan như ở vùng nhiệt độ rất cao và nhiệt độ rất lạnh. Theo phát biểu tại triển lãm hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế Langkawi, Lima 2023 ở Malaysia của Phó Đô đốc Imayoshi Shinichi Cục Vũ khí và Trang bị Phòng vệ Nhật Bản (ATLA), lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã tiếp nhận 6 chiếc trực thăng quân sự E-2 từ Subaru. Ông Shinichi cũng lý giải tại sao trực thăng quân sự E-2 là mẫu máy bay phù hợp để Nhật Bản xuất khẩu, trong đó có việc bảo trì đơn giản và dễ dàng, khả năng tương thích cao với các thiết bị của trực thăng E-1 và Bell 412 và tính đa dụng. Ngoài các tính năng quân sự, trực thăng E-2 có thể được huy động thực hiện nhiều nhiệm vụ như cứu trợ thiên tai, dịch vụ y tế khẩn cấp, chữa cháy, thực thi pháp luật và vận tải thông thường. Trong vài năm gần đây, Tokyo đã bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí trên thực tế và dần cởi mở hơn với xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng. Năm 2015, thiết kế trực thăng quân sự E-2 dựa trên Bell 412 đã giành chiến thắng trong cuộc thi của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản JGSDF với khoảng 150 mẫu trực thăng khác nhau. Trong đó đáng kể là E-2 đã loại được một đối thủ do Airbus Helicopter đề xuất thiết kế. Ngoài phiên bản quân sự E-2, phiên bản trực thăng dân sự Subaru Bell 412 EPS cũng đã nhận được đơn đặt hàng quốc tế. Trung Quốc phản đối Mỹ ký thỏa thuận thương mại với Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 23 tháng 5 tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Và nguyên tắc một Trung Quốc là điều kiện tiên quyết để Đài Loan tham gia hợp tác kinh tế nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo sẽ ký thỏa thuận với Đài Loan theo sáng kiến Mỹ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21. Đại diện thương mại Mỹ Kyder Tai cho biết thỏa thuận này củng cố quan hệ Mỹ-Đài Loan, đồng thời chứng minh rằng hai bên có thể hợp tác để thúc đẩy các ưu tiên thương mại cho người dân. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh kiên quyết phản đối các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tiến hành bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào với Đài Loan, bao gồm việc đàm phán và ký kết các thỏa thuận kinh tế và thương mại có liên quan đến yếu tố chủ quyền và mang tính chính thức. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các điều khoản của ba thông cáo chung Trung Mỹ, thực hiện cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập và xử lý thận trọng các quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Số lượng tay súng khủng bố đã bị vô hiệu hóa bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 23 tháng 5, tờ Anadolu Ajansi đưa tin tại một hội nghị về cuộc chiến chống khủng bố và tình hình Syria tổ chức tại Istanbul, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa hơn 37.800 tay súng khủng bố kể từ năm 2015 đến nay. Mặc dù ông Akar không nói rõ tên bất cứ nhóm khủng bố nào, nhưng các hoạt động chống lại khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành nhằm vào các tổ chức như Daesh, ISIS và PKK.
tính từ năm 2016, Ankara đã triển khai thành công bộ 3 chiến dịch chống khủng bố xuyên biên giới ở Bắc Syria nhằm ngăn chặn việc hình thành hành lang khủng bố và tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống trong hòa bình. Trong hơn 35 năm hoạt động chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức này đã gây ra cái chết của hơn 40.000 người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. YPG là một nhánh của PKK ở Syria. Năm 2013, sau khi tuyên bố Daesh, ISIS là một tổ chức khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục bị nhóm này tấn công. Đức khó tuyển gián điệp thời hậu COVID-19. Reuters ngày 23 tháng 5 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, BND, Bruno Kahl cho biết ông đang gặp khó trong việc tuyển dụng nhân sự thời hậu đại dịch COVID-19. Lý do là vì ứng viên tiềm năng muốn làm việc tại nhà và không muốn rời điện thoại di động. Theo ông Kahl, liên quan mục đích bảo mật, làm việc từ xa và dùng điện thoại di động hầu như là điều bất khả thi ở BND. Ông nói rằng hiện những điều kiện từng được cho là hiển nhiên từ nhà tuyển dụng giờ đã bị đảo ngược và nếu không tìm đủ nhân viên, lực lượng tình báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng do nhiều nhân viên sắp về hưu, theo The Guardian. Trái với Đức, một số cơ quan tình báo phương Tây đã nới lỏng các quy định về nơi làm việc, trong khi Anh cam kết sẽ cho nhân viên linh hoạt trong địa điểm làm việc. Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, đang xem xét cho một số nhóm giải quyết công việc từ xa. Ứng viên cho vị trí lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Theo Politico, một nguồn tin thân cận với quân đội cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ chọn Trung tướng Không quân Timothy Ho làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ Tư lệnh Không gian mạng. Tướng Timothy Ho hiện đang là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ. Nếu được lựa chọn và phê chuẩn, ông sẽ thay thế tướng lục quân Paul Nakasone, người đứng đầu cả hai tổ chức này từ tháng 5 năm 2018 và dự kiến sẽ nghỉ hưu trong năm nay. Người đứng đầu hai tổ chức này sẽ có trách nhiệm củng cố an ninh mạng cho Ukraine và chia sẻ thông tin với các lực lượng quân sự của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng sẽ là người giám sát các chương trình phát hiện và ngăn chặn ảnh hưởng và sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như các chương trình ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng thực hiện các cuộc tấn công vào các hệ thống bệnh viện và đường ống dẫn dầu quan trọng của Mỹ. Nguồn tin giấu tên cho biết, việc tướng Ho được đề cử vào vị trí lãnh đạo của cả Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ Tư lệnh Không gian mạng phản ánh ý định của Nhà Trắng là duy trì một người phụ trách cả hai tổ chức nói trên. Trước đó, một số thành viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa muốn tách riêng lãnh đạo của hai tổ chức và cho rằng mỗi tổ chức là đủ quan trọng để cần có một người đứng đầu riêng, không kiêm nhiệm. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.